Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì tình hình mưa lớn ngập lụt đã khiến cho các hộ dân nuôi cá lồng bè tại Vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng chục tấn cá chết do độ mặn của nước bị giảm đột ngột khi mà nước sông tràn vào. Vâng, và tuy nhiên thì vấn đề này không phải là chuyện gì xảy ra trong năm nay. Mặc dù tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ trắng tay trong mùa nước lũ do việc đặt các lồng bè nuôi cá không theo quy hoạch. Thế nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn bất chấp và phó mặc tài sản của mình cho thiên tai. Bè nuôi cá bớp của ông Huỳnh Bá Nam. Còn 2 tháng nữa là đến thời điểm đổ bán. Nhưng 3 đến 4 ngày qua, 70 đến 80% cá đã bị chết. Giờ vớt lên để bán vớt vát với cái giá chỉ vài chục ngàn đồng 1 kg. So với bình thường thì tôi bán có sống là 200.000 ký, nhưng mà bữa nay còn có được 70-80 ngàn, có nghĩa là giữ hơn 50%. Bè nhà tôi là chết với 2 tấn. Một tấn cá chết bán lỗ hơn 50%, ông Nam đã thất thu hơn 100 triệu đồng. Và con số thiệt hại chưa dừng ở đó, bởi số cá còn lại cũng phải vớt bán giá rẻ. Vì nếu tiếp tục để nuôi, cá sẽ chết trong điều kiện tình hình mưa lớn, ngập lụt như thế này. Nước ngọt xuống, cho nên nước ngọt cũng nhiều, cho nên không có bắt cái không chịu được. Hắn không chịu nước ngọt được, cho nên hắn mới chết. Khu vực Vịnh Mân Quang có gần 100 hộ nuôi cá lồng bè, với các loại như cá bớp, cá mú, cá dìa đều là những loại cá có giá thành cao. Tuy nhiên, những ngày này, ảnh hưởng mưa lớn, ngập lụt, nước sông tràn vào khiến môi trường nước của cá khu vực vịnh bị giảm độ mặn đột ngột, hàm lượng oxy thấp, cá ít có khả năng chống chịu. Bên cạnh cá bớp chết hàng loạt, những loại cá khác như cá dìa, cá mú, người dân cũng phải bán tháo với giá thấp. Do trời mưa này cá lớn rồi mình phải bán, nó chết thì nó cũng mất giá nhiều hơn nữa. Các hộ dân nuôi cá lồng bè tại đây cho biết, hầu như năm nào cũng có mưa lũ, nhưng so với mọi năm, năm nay tình hình mưa lũ đến sớm hơn, người dân không kịp xoay sở, thiệt hại mỗi hộ lên cả hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, việc nuôi cá lồng bè tại Vịnh Mân Quang là hoạt động tự phát, chính quyền địa phương cho biết sẽ chỉ đề xuất hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong điều kiện thiên tai mưa lũ. Và người dân ở đây thì xác định việc hoạt động tự phát, không đúng như thế. Nuôi tự phát, không có quy hoạch, cùng với những ảnh hưởng khó tránh khỏi mỗi năm do thời tiết. Với những điều đó, các hộ nuôi cá lồng bè cần phải cân nhắc trong việc triển khai hoạt động nuôi cá tại đây. Phải phối hợp với chính quyền địa phương trong việc dừng phát triển, lắp mới lồng bè, dần có phương thức chuyển đổi để tránh những thiệt hại xảy ra.